Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm hiện bảo tháp thứ 11 Lúc bấy giờ, trước Phật có tháp bằng bảy báu, cao 500 do tuần, ngang rộng 250 do tuần, từ dưới đất nổi lên trụ ở giữa hư không. Các món vật báu trâu rồi, năm nghìn bao lơn, nghìn muôn phòng nhà, vô số tràng phan để nghiêm sức đó, chuỗi ngọc báu rủ xuống, muôn nghìn linh báu treo trên tháp. Bốn mặt đều thoảng đưa ra mùi hương gỗ ly cấu chiên đàn khắp cùng cả cõi nước. Các phan lọng đều dùng bảy thứ báu, vàng, bạc, lưu ly, sa cừ, mã não, trân châu và mai khôi hợp lại thành, cao đến ngang cung trời tứ thiên vương, trời đau lợi rưới hoa mạng đà la cúng dường tháp báu. Các trời khác và rồng, dạ xoa, càng thác bà, Atula, tu la, ca lâu la, khẩn na la, ma hầu la già, nhân, phi nhân vân vân. Nghìn muôn ước chúng đều đem tất cả hoa, hương, chuỗi ngọc, phan lọng, kỹ nhạc mà cúng dường tháp báu, đồng cung kính tôn trọng ngợi khen. Bấy giờ trong tháp báu vang tiếng lớn ra khen rằng: "Hay thay, hay thay, Đức Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn, có thể dùng huệ lớn bình đẳng vì đại chúng nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa là pháp giáo hóa Bồ Tát được chư Phật hộ niệm. Đúng thế, Đức Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn, như lời Phật nói đó đều chân thật." Bấy giờ, bốn chúng thấy tháp báu lớn trụ trong hư không, lại nghe trong tháp vang tiếng nói ra đều được pháp hỷ, lấy làm lại chưa từng có liền từ chỗ ngồi đứng dậy cung kính chấp tay rồi đứng một bên. Lúc đó, có vị Đại Bồ Tát tên Đại Nhạo Thuyết biết lòng nghi của tất cả trời, người, Atula, vân vân Trong thế gian mà Bạch Phật rằng, Bạch Thế Tôn, do nhân duyên gì mà có tháp này từ đất nổi lên, lại ở trong tháp vang ra tiếng như thế. Lúc đó, Phật bảo Ngài Đại Nhạo Thuyết Bồ Tát, trong tháp báu này có toàn thân như lai, thời quá khứ về trước cách đây vô lượng nghìn muôn ức vô số cõi nước ở phương đông có nước tên Bảo Tịnh trong nước đó có Phật hiệu là Đa Bảo. Đức Phật đó tu hành đạo Bồ Tát phát lời thệ nguyện lớn rằng, nếu ta được thành Phật sau khi diệt độ trong cõi nước ở mười phương có chỗ nào nói kinh Pháp Hoa, thời tháp miếu của ta vì nghe kinh đó mà nổi ra nơi trước để làm chứng minh khen rằng, hay thay. Đức Phật đó thành Phật rồi lúc sắp diệt độ ở trong đại chúng trời. Người bảo các tỳ kheo rằng, sau khi ta diệt độ muốn cúng dường toàn thân của ta thời nên dựng một tháp lớn. Đức Phật đó dùng sức nguyện thần thông nơi nơi chỗ chỗ trong mười phương cõi nước, nếu có nói kinh Pháp Hoa, thời tháp báu đó đều nổi ra nơi trước, toàn thân Phật ở trong tháp khen rằng, hay thay, hay thay, đại nhạo thuyết, nay tháp của đa bảo như lai vì nghe nói kinh Pháp Hoa nên từ dưới đất nổi lên khen rằng, hay thay, hay thay, bấy giờ, Ngài đại nhạo thuyết Bồ Tát do sức thần của Đức Như Lai mà bạch Phật rằng, bạch Thế Tôn, chúng con nguyện muốn thấy thân của Đức Phật đó. Phật bảo Ngài Đại Nhạo Thuyết Bồ Tát Ma Ha Tát, Phật đa bảo đó có nguyện sâu nặng, nếu lúc tháp báu của ta vì nghe Kinh Pháp Hoa mà hiện ra nơi trước các đức Phật, có Phật nào muốn đem thân ta chỉ bày cho bốn chúng, thời các vị Phật của Phật đó phân thân ra nói Pháp ở các cõi nước trong mười phương đều phải nhóm cả một chỗ, vậy sâu thân của ta mới hiện ra. Đại Nhạo Thuyết, các vị Phật của ta phân thân nói Pháp ở các cõi nước trong mười phương nay nên sẽ nhóm lại. Ngài Đại Nhạo Thuyết Bạch Phật rằng, Thưa Thế Tôn, chúng con cũng nguyện muốn thấy các vị Phật của Thế Tôn phân thân để lễ lạy cúng dường. Bấy giờ, Phật phóng một làn sáng nơi lông trắng giữa chặn mày, liền thấy 500 muôn ức na do tha hằng hà sa cõi nước ở phương Đông. Các cõi nước đó đều dùng pha lê làm đất, cây báu, y báu để làm đồ trang nghiêm, vô số nghìn muôn ức Bồ Tát đầy rẫy trong nước đó. Khắp nơi răng màng báu, lưới báu phủ trên, Đức Phật trong nước đó đều dùng tiếng lớn tốt mà nói các pháp và thấy vô lượng nghìn muôn ức Bồ Tát khắp đầy trong nước đó vì chúng sanh mà nói pháp. Phương nam, tây, bắc, bốn phía, trên dưới chỗ tướng sáng long trắng chiếu đến cũng lại như thế. Lúc đó, các Phật ở mười phương đều bảo chúng Bồ Tát rằng: "Thiện nam tử, ta nay phải qua thế giới Ta bà, chỗ của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, cùng đệ cúng dường tháp báu của đa bảo Như Lai." Lúc bấy giờ, cõi Ta bà liền biến thành thanh tịnh, đất bằng lưu ly, cây báu trang nghiêm, vàng rồng làm dây để dăng ngăn tám đường, không có các tụ lạc làng xóm, thành ấp, biển cả, sông ngòi, núi sông cùng rừng bụi. Đốt hương báu lớn, hoa mạng đà la trải khắp cõi đất, dùng lưới mạng báu dăng trùm ở trên, treo những linh báu, chỉ lưu lại chúng trong hội này, dời các trời người để ở cõi khác. Lúc đó các đức Phật đều đem theo một vị Bồ Tát lớn để làm thị giả qua cõi ta bà đều đến dưới cây báu, mỗi mỗi cây báu cao 500 do tuần, nhánh lá hoa trái thứ lớp trước trang nghiêm. Dưới các cây báu đều có tòa sư tử cao năm do tuần cũng dùng đồ báu tốt mà trau dồi đó. Khi ấy, các đức Phật đều ngồi xếp bằng trên tòa này, như thế lần lượt đến khắp đầy cả cõi tam thiên đại thiên mà ở nơi thân của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật phân ra trong một phương vẫn còn chưa hết. Bấy giờ, Đức Thích Ca Mâu Ni vì muốn dung thọ các vị Phật của mình phân thân, nên ở tám phương lại biến thành hai trăm muôn ức na do tha cõi nước, đều làm cho thanh tịnh, không có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh cùng A-tu-la, lại cũng dời các hàng trời người để ở cõi khác. Những nước của Phật biến hóa ra đó cũng dùng lưu ly làm đất, cây báu trang nghiêm cao 500 do tuần. Nhánh lá hoa trái đều có thứ lớp tốt đẹp, dưới cây đều có tòa báu sư tử cao năm do tuần, dùng các thứ báu để trau dồi. Những nước đó cũng không có biển cả sông ngòi và các núi lớn, núi một Chân Lân Đà, núi Thiết Vi, núi Đại Thiết Vi, núi Tu Di vân vân. Thông làm một cõi nước Phật, đất báu bằng thẳng, các báu xen lẫn nhau làm màn trùm khắp ở trên, treo các phanh lọng, đốt hương báu lớn, các hoa trời báu trải khắp trên đất. Đức Thích Ca Mâu Ni Phật vì các Phật sẽ đến ngồi, nên ở nơi tám phương lại đều biến thành hai trăm muôn ức na do tha cõi nước, đều làm cho thanh tịnh, không có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và A-tu-la, lại dời các hàng trời người để ở cõi khác. Những nước biến hóa ra đó cũng dùng lưu ly làm đất, cây báu trang nghiêm, cao năm trăm do tuần nhánh lá hoa trái thứ tự bằng báu cao năm do tuần, cũng dùng chất báu tốt mà trâu dội đó những nước này cũng không có biển cả sông ngòi và các núi, núi Mục Chân Lân Đà, núi Đại Mục Chân Lân Đà, núi Thiết Vi, núi Đại Thiết Vi, núi Tu Di vân vân, thông lại làm một cõi nước Phật đất báu bằng thẳng, các báu đương xen lẫn nhau thành màn trùm khắp ở trên, treo các phan lọng, đốt hương báu tốt, các thứ hoa trời báu trải khắp trên đất. Bấy giờ, ở phương Đông, các đức Phật trong trăm nghìn muôn ức na do tha hằng hà xa cõi nước của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật phân thân ra, thảy đều nói pháp đến nhóm ở cõi này. Tuần tự như thế, các đức Phật trong cõi nước ở mười phương thảy đều đến mỗi mỗi phương các đức như lai ngồi khắp đầy trong bốn trăm muôn ức na do tha cõi nước. Lúc đó, các đức Phật đều ngồi tòa sư tử dưới cây báu, đều sai vị thị giả qua thăm viếng đức thích ca mâu ni Phật, đều đưa cho đầy bụm hoa báu mà bảo thị giả rằng, thiện nam tử. Ngươi qua đến núi Kỳ Sa Quật, chỗ của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, theo như lời của ta mà thưa cùng Phật thế này. Như Lai có được ít bệnh ít khổ sức khỏe an vui, và chúng Bồ Tát cùng Thanh Văn đều an ổn chăng. Rồi đem hoa báu này trải trên Phật để cúng dường mà thưa rằng, Đức Phật kia cùng muốn mở tháp báu này. Các Đức Phật sai người đến cũng như vậy. Bấy giờ, Đức Thích Ca Mâu Ni Phật thấy các vị Phật của mình phân thân đến ngồi trên tòa sư tử, đều nghe các Phật cùng muốn đồng mở tháp báu. Phật liền từ chỗ ngồi đứng dậy trụ trên hư không, tất cả hàng bốn chúng đồng đứng dậy chấp tay một lòng nhìn Phật. Khi ấy Đức Thích Ca Mâu Ni Phật dùng ngón tay hữu mở cửa tháp bảy báu vang ra tiếng lớn, như tháo khóa chốt mở cửa thành lớn. Tức thời tất cả chúng trong hội đều thấy Đức Đa Bảo Như Lai ở trong tháp báu ngồi tòa sư tử, toàn thân không rã như vào cảnh thiền định lại nghe Phật đó nói, "Hay thay, hay thay, Thích Ca Mâu Ni Phật sướng thích nói kinh pháp hoa đó, ta vì nghe kinh đó mà đến cõi này." Bây giờ hàng tứ chúng thấy Đức Phật đã diệt độ vô lượng nghìn muôn ức kiếp về trước nói lời như thế đều khen là việc chưa từng có. Đều đem hoa trời báu rải trên Đức Phật Đa Bảo và Phật Thích Ca Mâu Ni. Lúc đó Đức Đa Bảo Phật ở trong tháp báu chia nửa tòa cho Thích Ca Mâu Ni Phật mà nói rằng Thích Ca Mâu Ni có thể đến ngồi trên tòa này. Tức thời Đức Thích Ca Mâu Ni Phật vào trong tháp báu ngồi xếp bằng trên nửa tòa đó. bấy giờ, hàng đại chúng thấy hai Đức Như Lai xếp bằng trên tòa sư tử trong tháp bảy báu thời đều nghĩ rằng Đức Phật ngồi trên cao xa, cuối mong Đức Như Lai dùng sức thần thông làm cho bọn chúng con đều được ở trên hư không. Tức thời Đức Thích Ca Mâu Ni Phật dùng sức thần thông tiếp hàng đại chúng đều ở hư không, rồi dùng tiếng lớn mà khắp bảo đó rằng, ai có thể ở trong cõi ta bà này rộng nói kinh diệu Pháp Liên Hoa này chính phải lúc. Như Lai không bao lâu sẽ vào Niết Bàn, Phật muốn đem kinh Pháp Hoa này phó chúc cho có người. Khi ấy, Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng, Đấng Thánh Chúa Thế Tôn dù diệt độ đã lâu. Ở trong tháp báu này, còn vì Pháp mà đến, các ông lại thế nào? Há chẳng siêng vì Pháp. Phật đa bảo diệt độ, đã vô lượng số kiếp, nơi nơi đến nghe Pháp. Vì khó gặp được vậy. Phật kia bản nguyện rằng, sau khi ta diệt độ, nơi nơi tháp ta qua, thường vì nghe Pháp hoa, lại vô lượng các Phật. Số nhiều như hàng xa của ta phân thân ra, vì muốn đến nghe pháp và cùng để ra mắt Phật diệt độ đa bảo, nên đều bỏ cõi đẹp cùng với chúng đệ tử. Trời, người, rồng thần thảy và các biệt cúng dường muốn pháp lâu ở đời, cho nên đến cõi này, ta vì các Phật ngồi, dùng sức thần thông lớn, dời vô lượng trời người, làm cho nước thanh tịnh các đức Phật mỗi mỗi, đều đến dưới cây báu, như hoa sen trang nghiêm, nơi ao báu trong sạch. Dưới mỗi cây báu đó, có tòa báu sư tử, Phật xếp bằng ngồi trên, sáng suốt rất đẹp đẽ như giữa đêm tối tâm, đốt đuốc lớn lửa sáng. Thân Phật thoảng hương thơm, bay khắp mười phương nước, chúng sanh được hương sông, vui mừng không kể xiết, thí như luồng gió lớn thổi lấy nhánh cây nhỏ, dùng cách phương tiện đó, làm cho pháp ở lâu, nói cùng hàng đại chúng, sau khi ta diệt độ, ai có thể hộ trì đọc nói kinh pháp này, thời nay ở trước Phật, nên tự phát lời thệ. Coi Phật đa bảo kia, dầu đã diệt từ lâu, do bản thể nguyện rộng, mà còn rền tiếng lớn. Đức đa bảo Như Lai, và cùng với thân ta nhóm hợp các hóa phật phải nên biết ý này các hàng phật tử thảy ai có thể hộ pháp nay nên pháp nguyện lớn khiến pháp ở đời lâu có ai hay hộ được kinh diệu pháp hoa này thời là đã cúng dường thích ca cùng đa bảo đức đa bảo phật đây ở trong tháp báu lớn thường dạo qua mười phương vì để nghe kinh này cũng là để cúng dường các hóa phật đến nhóm trang nghiêm rất sáng đẹp các thế giới vô lượng nếu người nói kinh này thời là đã thấy ta cùng đa bảo như lai và các vị hóa phật các thiện nam tử này đều nên suy nghĩ kỹ đây là việc rất khó phải phát nguyện rộng lớn bao nhiêu kinh điển khác số nhiều như hằng xa dầu nói hết kinh đó cũng chưa đủ làm khó hoặc đem núi diệu cao ném để ở phương khác cách vô số cõi phật cũng chưa lấy làm khó nếu người dùng ngón chân động cõi nước đại thiên ném xa qua cõi khác cũng chưa lấy làm khó hoặc đứng trên hữu đảnh nói vô lượng kinh khác vì để dạy bảo người cũng chưa lấy làm khó nếu sau lúc phật diệt người ở trong đời ác có thể nói kinh này đây thì rất là khó giả sử lại có người dùng tay nắm hư không để mà khắp dạo đi cũng chưa lấy làm khó sau khi ta diệt độ nếu người tự thư trì hoặc bảo người thư trì đây thời lạ rất khó hoặc đem cả cõi đất để trên móng ngón chân bay lên đến phạm thiên cũng chưa lấy làm khó sau khi phật diệt độ người ở trong đời ác tạm đọc kinh pháp này đây thì mới là khó giả sử gặp kiếp thiêu gánh mang những cỏ khô vào lửa không bị cháy cũng chưa lấy làm khó sau khi ta diệt độ nếu người trì kinh này vì một người mà nói đây thì mới là khó hoặc người trì tám muôn bốn nghìn các tạng pháp đủ mười hai bộ kinh vì người mà diễn nói khiến các người nghe pháp đều được sáu thần thông dù được như thế đó cũng chưa lấy làm khó sau khi ta diệt độ nghe lãnh kinh điển này hỏi nghĩa thú trong kinh đây thì mới là khó hoặc có người nói pháp làm cho nghìn muôn ức đến vô lượng vô số hằng hà sa chúng sanh chứng được a la hán đủ sáu phép thần thông dầu có lợi ích đó cũng chưa phải là khó sau khi ta diệt độ. Nếu người hay phụng trì, những kinh điển như đây, đây thì là rất khó. 10. Ta vì hộ Phật đạo, ở trong vô lượng cõi, từ thọ trước đến nay, rộng nói nhiều các kinh, mà ở trong kinh đó, kinh này là bậc nhất. Nếu có người trì được, thì là trì thân Phật. Các thiện nam tử này, sau khi ta diệt độ, ai có thể thọ trì? và đọc tụng kinh này thì nay ở trước Phật nên tự nói lời thệ. Kinh Pháp đây khó trị. Nếu người tạm trị đó, thời ta rất vui mừng. Các Đức Phật cũng thế. Người nào được như vậy, các Đức Phật thường khen. Đó là rất dũng mãnh Đó là rất tinh tấn. Gọi là người trì giới. bậc tu hạnh đầu đà. Thời chắc sẽ mau được. Quả vô thượng Phật đạo có thể ở đời sau. Đọc trì kinh pháp này là chân thật Phật tử, trụ ở bất thuần thiện. Sau khi Phật diệt độ, có thể hiểu nghĩa này thì là mắt sáng suốt của trời người trong đời, ở trong đời kinh sợ, hay nói trong chốc lát, tất cả hàng trời người...